chỉ liên tâm của Đức đến thăm cái cơ quan thường trú của thập chỉ liên tâm tại Hà Lan, do anh Sơn và chị Nguyệt là phụ trách. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Sơn chủ nhà, còn đây là anh Phong là ở Quận Đức, anh Dưỡng ở Berlin, còn chị Hương là Hương là sếp của cái chỗ mà tổ chức lớp ở tại Cộng hòa Liên bang Đức này, bác Tư này ở từ Munich đến, này là anh Bang và đây là chị vợ của anh Phong. Đây là một cái dịp tình cờ mà chúng tôi đến thăm với gia đình của anh chị, và rất là may mắn là chị vừa làm bánh xong cho nên là anh em ở đây ai cũng hài lòng hết. Sẽ phát biểu chào mừng đội thập chỉ liên tâm. Coi như là thật là bất ngờ là hẹn với thầy ngày thứ tư mà hôm nay thầy đến sớm quá. Mà hơn là cũng làm bánh xong. Coi như là thôi, thật sự thì welcome hết thầy với lại bạn bè ở đây. Tôi thì là đại diện của thập chỉ liên tâm Winston, hơn được hân hạnh lên đón tiếp thầy tại một sự lễ mát, và hơn anh nữa là hôm nay được tới nhà cháu Nguyệt, Nguyệt Sơn để tình cờ để mà ghé thăm hai cháu và để kết bạn với thầy, và cũng như là kết bạn tất cả các hội liên tâm của thầy trên toàn thế giới. Rồi anh. Dạ, mình là Phong Loan, hai chồng mình có đi xuống mưu sinh học qua cái khóa của thầy về thập chỉ đạo vậy, cho nên muốn phổ biến thêm tất cả cho người cùng xứ của mình ở đang ở Mùa Sơn, có biết thêm cái chữ bệnh đặc biệt hơn, đơn giản mà ngắn gọn mà ngon. Không mà đâu có tệ phải không? Phải không? Phải mà Phong được. Đúng rồi, được. Nê đậm đà đó. Không, tại vì có một món là chị thấy, chứ nhiều món thì cái này dở. Vừa đi tới tiếp dở hả? Có gì không? Ông ăn rồi chập bả. Ngon ngon lắm, để lá chụp để ăn hết rồi sao cho hứng được. Nên giờ anh kể chị nghe ngon lắm. Bánh bao đi xô mà ăn sáng thì khoái lắm á, ăn sáng ly cà phê ngon. Ăn sáng thì được, còn ăn trưa không khoái. Bây giờ bà Tuyết bà đổi một rồi, thay vì đem thịt nướng bây giờ bà đổi lại thành ra thấy mệt. Khoảng thứ bảy chị có anh thầy có đây đủ. Thầy đâu có đâu, thầy đi qua thấy rồi. Bây giờ bà Tuyết chơi thầy ở đây là ngon. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.